Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Linh đây. Ngày hôm nay thì mình lại có một cái clip khác. Mình cũng có theo dõi được một số thông tin là đang có một sự kiện fake EP để sang bên Ấn Độ để có thể nhận được quà. Thì cũng có một số bạn cũng làm ở trên YouTube rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều anh em chưa làm được và cũng có BM mình bảo anh ơi, anh hướng dẫn làm đi. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn. Và mình có nói luôn là cái fake EP ở server sang Ấn Độ này chỉ có bản hiện tại chỉ có bản PUBG của quốc tế mới làm được thôi nha. Tại vì là mình có test thử bản Hàn với bản VNG rồi, không có được. VNG thì nó fit cái fake EP rồi, nên là anh em đen rồi, anh em nào VNG hay Hàn Quốc là đen rồi. Bởi vì cái sự kiện này rất là ngon luôn, cực ngon luôn, nhận toàn đồ hot, ngon lành cành đào. Thì không dài dòng văn tự nữa, thì mình cũng nói luôn là như vậy cho anh em nào mà kiểu như là đang xem thì lại còn xem đến cuối clip mới thất vọng thì hơi mệt đúng không? Đây thì như những clip fake EP khác thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách sử dụng hai cái ứng dụng OpenVPN và OpenVPN Spider này rồi. Thì cách đăng ký chi tiết và cách tạo tài khoản như thế nào, hay là nói chung là cách tải tiếp như chi tiết như thế nào, thì anh em có thể là tìm lại cái video cũ của mình nha. Tại vì là mình đã hướng dẫn rồi nên là ở trong clip này mình sẽ không hướng dẫn thêm nữa. Mình chỉ hướng dẫn anh em cách fake EP sang Ấn Độ để có thể vào game nhận quà thôi. Thì đầu tiên anh em sẽ vào Open Cyber này này. Đợi một lúc nó loát thì anh em sẽ bấm vào cái phần dấu cộng ở bên góc phải màn hình nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh chữ India. Như thế này, nó sẽ ra quốc gia và anh em sẽ bấm vào. Đợi một lúc nó loát cho anh em đủ mấy server đấy. Thì đây nó hiện ra những cái server như thế này. Anh em sẽ chọn những cái server nào cũng được, tùy anh em cái nào thấp thì anh em vào. Thì đầu tiên sẽ bấm vào thì nó sẽ hiện ra quảng cáo, tại vì cái này là miễn phí mà, nên là việc hiện ra quảng cáo là điều đương nhiên. Đây không phải là mình quảng cáo mà là ứng dụng của nó quảng cáo, nên là anh em thông cảm nha. Đó thì anh em sẽ tắt đi, đợi một lúc chạy thì anh em sẽ tắt đi và nó hiện ra một cái thanh công cụ như thế này. Thì anh em sẽ bấm đến sao chép này, đến OpenVPN đấy, ADD tiếp và bật cái này lên. Đó, nó xanh như thế này và nó hiện ở thanh công cụ bên góc phải màn hình là VPN là đã fake thành công. Bây giờ thì việc còn lại là việc vào game. Và mình nhắc lại thêm là đây là mình chỉ làm ở trên iOS nha, còn trên Android thì mình không có biết, anh em thông cảm nha. Đó, rất nhiều anh em đã yêu cầu mình làm và mình cũng làm luôn cho anh em xem. Anh em nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Và có những cái sự kiện gì thì mình sẽ cập nhật sớm và làm cho anh em, để anh em có thể kiếm được những sự kiện ngon lành. Đây, sau khi vào game thì anh em sẽ phải vào cái chữ cài đặt này, tên cái bánh răng cài đặt ở dưới góc trái màn hình, góc phải màn hình này, và kéo xuống. Và ở đây nó sẽ hiện cho anh em ở dưới cùng, nó sẽ hiện cho anh em cái Crusader Country này. Mình tạm dịch là chỗ này là chọn kiểu quốc gia đấy anh em. Anh em sẽ bấm vào đây. Bấm vào đây thì mình sẽ nói luôn là như thế này. Bấm vào đây thì cái này là anh em cũng phải suy nghĩ nha. Suy nghĩ là tại sao lại suy nghĩ là tại vì ở trong cái này này nó sẽ hiện là tại vì vừa mình fake IP rồi đúng không? Nên là mình bấm vào đây này, nó sẽ hiện ra đây là server của Ấn Độ nha. Và anh em bấm vào OK. Bây giờ anh em bấm OK là anh em sẽ phải 30 ngày sau anh em mới đổi được lại server Việt Nam. Có nghĩa là IP của Việt Nam ấy, để có thể nhận được những sự kiện của Việt Nam. Nhưng mà theo như mình nghĩ ấy, Việt Nam nó có ra cái sự kiện quần què nó ra hồn đâu, nên là mình không phải nói nhiều anh em ạ. Bên Ấn Độ cực nhiều sự kiện xịn, tại vì đất nước họ giàu mà, nên là sự kiện free rồi là sự kiện nhận đồ miễn phí nhiều lắm anh em. Để cho nhỏ cái nhạc game đi. Đó, nên là anh em cứ đổi sang cho mình. Ok, đấy là mình nói vậy thôi chứ anh em đổi luôn anh em ơi, không phải nói nhiều lắm, mình cũng mệt ra đó. Và sau khi đổi lại anh em sẽ vào trong trong cái mục quà tặng như thế này này đấy, và anh em sẽ có thấy những cái sự kiện ở dưới thế này. À từ phải reset lại game đã anh em. Và như mình cũng đã tìm hiểu thêm ấy, là khi anh em đã fake đã chuyển đổi sang EP của Việt Nam rồi ấy,
IP của Ấn Độ rồi, anh em này anh em thoát ra, anh em không cần phải fake IP nữa, tắt đi cho nó mạng nó khỏe. Đấy, tắt mở đi luôn. Thoát hết ra, bây giờ thì vào bằng bằng mạng của bình thường thôi, nên là việc load nó rất là nhanh, không phải nói nhiều làm gì cho nó dài dòng văn tự cả anh em ạ. Chờ đợi thôi. Đấy, và sau khi đã vào trong con game này thì anh em bắt đầu là vào cho mình cái hòm cái hình Evan đấy. Thì ở đây sự kiện, mấy cái sự kiện này nó vẫn còn thôi. Đây này, nhưng mà cái sự kiện đó là cái nằm ở trong cái phần time limited này. Đó, anh em thấy không? Những cái này thì anh em đã biết rồi. Thì những cái này nó cũng giống như cái sự kiện đợt trước mình hướng dẫn thôi, là anh em sẽ phải bấm vào, à đâu, không phải cái này, anh em sẽ phải bấm vào cái sự kiện nó để có thể ra cái giao diện để có thể làm nhiệm vụ các thứ. Đây là cái gì đây? Đây không phải rồi, đâu nhỉ? Đây à? Cũng không phải luôn. Cái nào ta? Ủa, mình vừa bấm vào cái gì, cái nào nhỉ? Đây à? Đâu nhở? À đây anh em ạ, à, đây nhá. Cái này này, cái hình như thế này này. Ừ nhở, nó hiện rõ cái mũ Ấn Độ như này mà mình vẫn ngáo ngơ anh em ạ. Đấy, cái leak này là do mình không có leak phiên bản của gì nhở? Quốc tế là mình phải mượn của một bạn ở trên group của mình. Đây, anh em sẽ bấm vào. Và ở trong này thì anh em đã nhìn thấy những cái đồ chưa? Bây giờ thì mình bắt đầu nhận thưởng đi. Ok, ta sẽ nhận được những cái nào chúng ta nhận trước nhỉ? Đấy, đây này, anh em sẽ vào mục này để nhận điểm để đổi quà nha. Rất nhiều quà anh em thấy không? Này, chưa gì đã nhận được cả mảnh quay hòm rồi. Đây là nhận theo mức bậc rank của anh em nha, nên là anh em nào có rank rồi thì thôi vào đây nhận cũng mất mùa. Đấy, nhìn nhau, đã nhận được hai hòm free rồi. Chỗ này là 10 mảnh, nên là 3 hòm free rồi. Đấy, xịn đâu, xịn vãi cả đái luôn đấy chứ này. Anh em lại bảo không xịn đi. Đấy, còn đây là đăng nhập theo ngày thì anh em cũng sẽ nhận được điểm nhá, nhìn chưa? Những cái điểm này thì sẽ đổi được đồ. Ngày 1 nhận thôi. Ô, đâu rồi? Cái này là chưa nhận được à? Ủa, cái này nhận được chưa nhỉ? À, cái này chưa nhận được à? Cái này là làm nhiệm vụ theo ngày anh em ạ. Cái này này, cái, đâu rồi? Cái này là làm nhiệm vụ theo ngày này thì anh em sẽ nhận được skin này. Uầy, skin M249 đẹp thế. Này, kiện này quá nhiều đồ đẹp luôn, nhưng mà cũng chỉ được ngày thôi, nhưng mà tận 30 ngày cơ, nên là anh em thoải mái vào đây mà uầy, K này, UMP này, ngày 9 này, ngày 10, mấy ngày này chưa có. Đấy, anh em nhìn không, sự kiện này cực kỳ là khủng luôn ở bên server Ấn Độ. Đó, thì bây giờ hiện tại là mình có 1.500 điểm, thì ở đây mình có thể đổi được cây K này, có thể đổi được bộ quần áo này, Uzi này. Nói chung là đổi được tất cả mọi thứ ở đây, nhưng mà chỉ được 30 ngày thôi anh em ạ. Còn 30 ngày thì nói chung là điểm anh em đừng lên đổi mấy cái đen thì cho phí. Mà anh em đổi ở đâu? Đổi ở mấy cái mảnh đây này. Phải đổi ở cái mấy cái mảnh đây này. Bây giờ thì mình bắt đầu đổi nha. Đổi cho đủ 20 cái. Ôi ôi ôi, thôi. Thôi xong rồi. Mình lỡ tay bấm nhầm đổi mỡ nó cái cây sờ ca rồi. Khốn nạn anh em ơi. Thế là thôi, cuộc đời bế tắc luôn. Ui, tay nhanh hơn não nó khổ thế anh em ạ. Định mệnh. Thế là phí mất hai hòm rồi. Rồi bốc, người ta gọi là bốc ấy ăn vã mà. Tay nhanh hơn não, định mệnh khốn nạn thế. Cái này thì chơi bời gì. Đấy thì thôi, sau một gọi là một giây
tay nhanh hơn não thì mình đã đổi mở nó cây ca với hạng 1200 điểm. Ui, cuộc đời bế tắc anh em ạ, phí vãi. Tự nhiên lại đổi sang cây cây ấy mất mở nó hết điểm rồi. Cuộc đời thật lắm bất công, tại cớ sao tôi lại ngu như thế này, định mệnh. Thôi không sao, thì đấy anh em sẽ vào đấy mà đổi nha. Chúng ta có tận 1000 năm lần mà, chúng ta sẽ đổi được tận 20 mảnh bên này. 20 mảnh bên này là tổng cộng là được 4 hòm và có cả thẻ cứt tầm nữa cơ. Đấy, cứt tầm đấy anh em. Bây giờ thì thôi, sau khi mình đã nghịch ngu thì bây giờ thì mình sẽ vào kho đồ để hợp thành lại và quay thôi. Chúng ta sẽ có 4 hòm. Để đáng ra là mình có tận 7 hòm để quay cơ. Nhưng mà cuối cùng chỉ có 4 hòm thôi, 2 hòm nhận free và 2 hòm chúng ta đổi được. Thử quay xem là sau khi mà 1 phút đen đủi của 1 giây đen đủi của mình thì mình có quay được ra cái đồ gì hay không. Trước tiên thì chúng ta vẫn làm theo cách cũ đúng không? Phải mồi đã. Cứ phải mồi cho nó xịn sò con bò đã. Đâu rồi? À đây hòm đây. Ta phải mồi đã. Theo như của mình ấy thì mình sẽ mồi ra khoảng 3-4 lần đồ trắng. Thì mình sẽ đập. Ôi ngon này, mình sẽ đập hòm gì nhỉ? Hòm mà của mình có. Đấy thôi mình quay bừa đi. Thôi được rồi, tạm thời là như này, làm cho nó hết vàng luôn đi. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta quay lại những cái hòm mà chúng ta đang có. Đây. Ui, bộ này đẹp thế. Bộ Ấn Độ đẹp chưa anh em ơi? Nhìn này, quá đẹp luôn. Bây giờ mà ra thì đúng là quá đẹp. Ôi, cuộc đời. Cuộc đời bế tắc rồi. Như vậy là méo ra cái quần què gì. Bộ này quá đẹp luôn này. Cây súng ở dưới này cũng đẹp sợ. Bộ đồ gọi là kim cương. Đây chúng ta cũng có 2 hòm. Chơi luôn cho nó nóng. Được đôi giày bít bà ta tất thối anh em ạ. Chả được cái quần què gì. Làm nháy nữa cuối cùng. Ôi giời ơi. Bốc ấy rồi anh em ơi. Như vậy là mình quá đen anh em ạ. Thôi thì coi như là làm cái clip này là hướng dẫn cho anh em có thể nhận được đồ. Đây nữa này. Chỉ có 3 đô, 4 đô của chúng ta có thể nhận được tổng cộng là 4 hòm nữa anh em thấy không? Đây là có phải là sự kiện bên bên ấy không nhỉ? Bên gì nhỉ? Bên Ấn Độ. Ở đây thì cũng được cái dù. Nói chung là sự kiện này là anh em bên server quốc tế là cực kỳ là hợp lý rồi, quá là xịn. Đấy. Anh em mà thấy hay những clip hướng dẫn về những cái sự kiện như thế này thì đừng quên để lại mình một like, một đăng ký kênh và comment ở phía bên dưới thì mình sẽ cập nhật những cái sự kiện mới để có thể làm cho anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.